Làm nghề gì để mau lên hương trời, mau giàu ta. Chứ đi làm công ty bây giờ ngày có 100 mấy à, đủ má ăn cũng hết trơn à. Đi làm hồ thì được ngày 250 mà đủ mẹ cực quá, nặng quá, nắng nữa sao chịu nổi. Mẹ chiều nào cũng nhậu chứ. Làm phục vụ bưng cà phê nhà hàng được cái nọ, má chạy tới chạy lui mỏi chân à. Cũng có ngày có 100 mấy, đôi khi đủ má chém lộn chém nhầm mình nữa. Không lẽ mình chơi dấu liều mà đi giao đá ta. Mà không được, đủ má giao đá được lần hai lần thôi, chứ đủ má giao hoài cũng mang cũng túm cổ rồi, đủ má bị bắt à. Chứ cái tình hình ăn xài của mình bây giờ phải làm cái nghề gì đó một ngày mười mấy triệu, đủ má cái đó mới ngon. Không lẽ giờ làm đi đực mà đi đực cũng không được, nó đủ mới đi đực ngày cũng vài triệu là dữ lắm rồi, đủ má vài lần thôi là ngồi xe lăn rồi. Không lẽ giờ nghĩ đi làm ở nhà ăn ở không, đủ mới dính vô con đường cờ bạc đá gà tài xỉu quýnh bài ta, số đề banh bóng bắn cá đồ mà không được. Nó đủ má cờ bạc là bác thằng bằng, mà đủ má chơi là phải đủ má tàn mạc, không được đâu mà tiền đâu chơi. Đúng rồi, đủ má không được đâu, má có cái cách gì đây nè, phải có cái cách gì. Đời thơ xây tay thước tay cầm bay, đi bốn phương trời mây, tháng ngày sống theo công trình. Đời nổi trôi vai áo bao mồ hôi, đêm tối riêng mình thôi, không mền không gối êm. Quanh năm với kiếp xa nhà, cơm mắm dưa cà cho vừa đồng lương, bàn tay thì chai nhám, chẳng dám mơ ngày cho bằng người ta.